Đại Nghĩa xin chào đón quý vị khán giả đang đến với chuyên mục Ghế Nóng. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là chất lượng dịch vụ ở các trung tâm yoga và fitness, với khách mời là diễn viên Huy Khánh. Hiện tại bây giờ thì Huy Khánh vẫn còn đi tập yoga chưa có về cho nên là Đại Nghĩa vẫn còn ngồi đây và trò chuyện với tất cả mọi người. Và từ nãy đến giờ nhận được rất nhiều những cái cuộc điện thoại gọi đến để hỏi về cái chủ đề ngày hôm nay, thì Đại Nghĩa cũng muốn trò chuyện với các khách, các vị khán giả, để biết rằng điều gì mà mọi người đang quan tâm khi đến với những trung tâm yoga và fitness, để một lát nữa sẽ chọn ngay cái chủ đề đó làm chủ đề chính cho cái buổi trò chuyện hôm nay cùng với khách mời Huy Khánh. Mới nói là đã có điện thoại ngay. Alo. Dạ, em chào anh Đại Nghĩa. Anh ơi, chút nữa gặp anh Huy Khánh, anh có thể hỏi giúp em xem làm đăng mà em add Facebook anh ơi hoài được nữa anh. Quý kỳ vậy trời. Cái này là gọi tới hỏi về chủ đề chương trình hay là gọi hỏi chuyện riêng để biết nữa. Em ơi, chắc có lẽ em gọi nhầm điện thoại, nhầm số đâu rồi. Đây là chương trình Ghế Nóng. Anh ơi, nick Facebook của em là Diều Ngọc Kiều Kỳ nha anh. Mà nhân đây em cũng muốn được làm quen với bạn bè bốn phương qua số điện thoại 0922333. Em ơi, em có lộn không em ơi? Đây là chương trình Ghế Nóng em ơi, chứ không phải giao lưu với thần tượng hay là kết bạn bốn phương em nghe. Thôi thôi vậy ha. Trời gì kỳ cục vậy trời. Tự nhiên gọi tới đây không nói gì vô chủ đề của tôi hết trơn trọi. Hỏi Huy Khánh, rồi khen Huy Khánh đẹp trai, rồi add Facebook này nọ đồ. Ủa tôi cũng được vậy ta? Sao mai gọi tới xin add Facebook hết trơn trọi? Thôi, để nhận thêm một cuộc gọi nữa coi sao. Hy vọng rằng cái người tiếp theo này nói đúng chủ đề giùm cái. À, có điện thoại. Alo. Alo, alo, anh Đại Nghĩa hả? Yeah. Dạ dạ, anh nói máy cho em gặp anh Huy Khánh luôn được không anh? Huy Khánh hả? Huy Khánh bận lắm em ơi. Đang đi tập yoga chứ có gì à? Có chuyện gì không? Có gì thì hỏi anh đi. Rồi một lát anh sẽ chuyển lời tới Huy Khánh cho nghe. Dạ, chuyện là vậy nè anh. Em có đóng một số tiền lớn để tập gym trong vài năm tại một trung tâm gần nhà, với hy vọng là có được cơ bắp 6 múi. Nhưng mà em mới tập được có 2 múi à, thì trung tâm này bất tin lình chuyển sang địa chỉ khác rồi, cách xa nhà em lắm, không còn thuận tiện cho việc tập luyện của em nữa. Vậy rồi giờ sao? Ý em nói là bây giờ em cảm thấy bất tiện quá trong cái việc đi tập, cho nên em không có muốn tập nữa. Rồi em gọi điện tới chương trình để hỏi xem là ai sẽ giúp em lấy lại tiền, ai sẽ là người bảo vệ quyền lợi cho em đó hả? Dạ không, dạ không. Em tự đến trung tâm đi đòi trả lại tiền rồi. Sau cả tháng đi tới đi lui á, thì cũng nhận được tiền. Em cá tính quá. Nếu vậy thì bữa nay em gọi tới đây với mục đích gì? Dạ, em muốn hỏi anh Huy Khánh á, là xem cách nào mà không tập mà vẫn có được cơ thể 6 múi hay không đó anh. Em ơi em, cái chuyện này em nên gặp riêng Huy Khánh, rồi kêu Huy Khánh cho coi múi đi. Rồi tự hỏi nghe. Anh không có quan tâm, anh không có biết, anh không có rành về cái vấn đề múi miết này kia của Huy Khánh. Vậy nha. Bực bội. Chờ anh Nghĩa. Ủa em đó hả? Hết hồn. Làm gì mà bực dữ vậy anh? Cảm giác mình bị ruồng rẫy đó em. Anh ngồi ở đây cũng bao nhiêu lâu rồi, trò chuyện cũng khô nước bọt với mọi người, mà không có ai mà gọi tới mà cuồng nhiệt với anh để gọi là xin ép Facebook rồi hỏi anh có bao nhiêu muối. Thật ra muốn có muối hay không dễ ẹt cơ mà anh Nghĩa. Chỉ cần mình có hoa tai chút xíu là có muối liền à. Là vẽ đó hả? Dạ, mình mua cái viết gì mình vẽ 6 muối, mình mua 8 muối mình vẽ 8 muối luôn anh. Được, ai thì anh không biết, nhưng mà Huy Khánh làm thấy có sự thay đổi rất là rõ rệt. Bởi vì anh biết Khánh từ cái hồi mà Khánh cũng mới vào trường sân khấu thôi. Dạ. Hồi đó thì ốm. Và ngay cả cái thời điểm mà em đóng cái phim Dốc Tình á, lúc đó là khán giả mới biết đến em á. Dạ. Thì cũng vậy, cũng ốm. Nhưng mà anh thấy chừng khoảng 2 năm trở lại đây là em lột xác, em thay đổi ngoạn mục luôn á. Cơ bắp hơn. Và em đã phải tập luyện như thế nào? Dạ, thật sự em tập rất là cực khổ. Và cái duyên cớ để mà em phải đi tập đó chính là em chuẩn bị tham gia một cái phim điện ảnh. Và đạo diễn yêu cầu là cái nhân vật này của Huy Khánh là phải có cơ bắp, phải có 6 múi. Thì em đem đúng cái yêu cầu của anh đạo diễn, gặp cái người PT của mình và nói đúng như vậy. Và anh ta nói ok được hết, với điều kiện là mình phải chịu tập thì mới có thể có được như những gì mình muốn. Và thời gian mà Huy Khánh phải làm cái chuyện đó là trong vòng 2 tháng. Huy Khánh thường chọn cho mình cái chỗ tập nó không có cao cấp lắm. Và nó chỉ là đầy đủ dụng cụ cho mình tập, để cho mình không có bị thiếu những cái bài tập thôi. Còn những cái chỗ mà nó đẹp, nó sang trọng thì nó có thêm những cái tiện ích khác. Nó có lợi cho người tập, như là phòng sauna, sân hơi. Rồi nó đẹp lộng lẫy, nó giúp cho người ta cảm thấy mình đẳng có cấp, thể chụp hình selfie được thoải mái, đẳng cấp hơn. Nhưng mà thật ra chính vì những chỗ đó sẽ làm cho mình phân tâm hơn và mình không chú tâm vào việc tập.
bản thân Đại Nghĩa cũng như thế, Đại Nghĩa cũng chọn cho mình một cái phòng tập bé bé nhỏ nhỏ nhưng mà đầy đủ các dụng cụ tập luyện thôi, mà được cái tiện ích là ở gần nhà để mình vào trong đó mình tập ít có bị dòm ngó. Rồi cái giá cả, chất lượng dịch vụ nó cũng là cái điều mà những khách hàng người ta bận tâm, bởi vì đến với những trung tâm lớn thì đương nhiên một cái mức giá nó rất là cao, mà nó cao hơn gấp chục lần, gấp trăm lần so với những cái phòng tập nho nhỏ bình thường đó. Thì khi mà ta trả một cái giá như vậy, người ta đòi hỏi một cái điều kiện phải tương xứng. Đó là chưa nói đến cái việc là cái gói sản phẩm á, nó dao động rất là nhiều mức giá khác nhau. Ví dụ như em vô, em có thể em đóng một cái mức giá 40 triệu, nhưng mà đến khi anh vô, anh đóng có chừng 30 triệu à. Cảm thấy mình là hết hứng tập liền á. Rồi người sau vô nhiều khi họ đóng có 20 triệu à, mà cái xê xích giữa cái dịch vụ không là bao nhiêu. Ví dụ như em vô em đóng một cái 40 triệu em tập 3 tháng, ví dụ cái người này anh vô đóng 30 triệu tập 2 tháng rưỡi, ví dụ vậy. Hoặc là nó cũng tương đương. Anh nói ủa rồi cuối cùng cái giá nào mới là cái giá thật? Và thật ra không có giá nào là giá thật hết trơn Khánh ơi. Theo cái kinh nghiệm của anh á, giá nào cũng có hết trơn á. Dạ đúng rồi. Đó là lý do tại sao em chọn cái phòng tập mà nó giá nó không có cao cấp lắm, để cho mình cảm thấy mình không có bận tâm về cái giá cả, mình chỉ chuyên tâm đi tập thôi. Thì vì nếu tập mà mình còn bị phân tâm về những cái vấn đề giá cả hoặc là dịch vụ anh này hơn anh kia thì lúc đó chắc chắn là mình sẽ không có toàn tâm để mình tập. Khi Khánh vào những phòng tập có những khán giả thấy mình rất là ngạc nhiên, trời mắt trời ơi, Huy Khánh mà cũng tập ở đây nữa hả? Anh cũng bị vậy đó. Thế mà nói, ủa thì anh tập ở đây được thì tôi cũng tập đây được, có gì đâu mà ngạc nhiên như vậy. Có một cái lý do mà Huy Khánh phải tập những cái phòng như vậy nữa là vì Huy Khánh có một anh bạn là PT, là chuyên ra bài tập, ra những cái chế độ ăn uống cho mình để mình tập theo, và cái người đó luôn luôn tập kèm với mình suốt. Và nếu như vào những cái phòng tập mà cao cấp nhiều tiền thì họ không đồng ý cho những cái người ngoài vô kèm cho mình. Đã có từng có trường hợp là người ngoài vô kèm rồi quýnh lộn rồi đánh nhau, bị tranh giành khách đó. Dạ, tranh giành khách của nhau. Đó, nhưng mà không, theo anh nghĩ là không phải PT nào họ cũng thật sự họ có một cái trình độ chuyên môn như anh hay là em. Mình tập với những PT thật sự chuyên nghiệp rồi, mình thấy một người PT chuyên nghiệp họ phải theo sát mình, họ tập cho mình những cái bài tập đúng với cái sức khỏe của mình và đúng với cái thể trạng của mình. Dạ, đúng. Rồi bên cạnh đó còn phải giúp cho mình trong cái vấn đề dinh dưỡng. Dạ. Và thậm chí khi mà họ thấy cái cơ nào mình phát triển trội quá thì họ sẽ có những cái bài tập hãm cái cơ đó lại. Và mình sẽ tập những cái cơ khác mà đang bị thiếu để cho nhìn cơ thể chúng ta cân đối. Đúng rồi. Đối với những PT mà không chuyên nghiệp hoặc là những người tập mà đơn lẻ không có PT thì nhìn cái cơ thể họ sẽ là bị mập hơn là bị có cơ. Thường những người tập tạ chúng ta thấy bự quá, bị phù phù, mặc đồ thì thật ra thấy cái chỗ nào nó cũng phù thịt lên nó, chứ nó không phải là cơ nét, cắt nét. Nó không có nét, những cái động tác mà cắt nét. Thành ra đối với một PT chuyên nghiệp là những PT phải biết có những bài tập cho chúng ta cắt nét đẹp và hoàn thiện cái cơ thể mình hơn. Đó thì đây là một trong những cái điều mà khi chúng ta đến với những cái trung tâm thì chúng ta sẽ thấy một cái đội ngũ mới nhìn có vẻ là bắt mắt lắm, bởi vì họ được diện trang phục đồng phục với nhau ha. Rồi chưa kể là bạn nào thì cũng đã phải có một cái cơ thể nhìn ngon lành rồi, body này cũng ổn thì khách hàng mới khoái. Nhưng mà thật ra họ có thể họ tập cho họ tốt, nhưng mà họ hướng dẫn là cho khách hàng chưa chắc được như vậy. Vì thế chúng ta cũng cần phải tìm hiểu xem ở nơi đâu là uy tín, rồi những cái PT nào là những cái PT thật sự chuyên nghiệp. Rồi ngoài ra có một cái vấn đề nữa cũng cần nhắc nhở tất cả mọi người, khi chúng ta đăng ký ở những cái trung tâm với những số tiền lớn thì chúng ta cần phải có hợp đồng rõ ràng, những cái điều khoản ràng buộc lẫn nhau, những cái lợi ích mà mình có thể có được. Bởi vì anh nhớ có những cái trung tâm á, họ cam kết với mình luôn là trong vòng 3 tháng hoặc là hết một cái gói đó thì họ cam đoan với mình sẽ thay đổi về thể chất, thể trạng. Dạ. Thì cái này cần phải có trong hợp đồng ràng buộc nếu như chúng ta ký với những trung tâm đó những cái gói mà cái số tiền nó tương đối cao, để sau này mình không có khó chịu. Chắc chắn là như vậy. Đóng một cái gói mấy chục triệu vô mà tự nhiên tập 3 tháng xong ra cũng y chang vậy hả? Nhiều khi còn bự hơn, bự mỡ chứ không phải là bự cơ. Cá nhân Huy Khánh tập ở ngoài chỉ có vài trăm ngàn một tháng thôi, nhưng mà Huy Khánh cũng không bao giờ đóng một năm hoặc là 4 tháng, 6 tháng, thường đóng 1 hoặc 2 tháng thôi. Để khi mà thí dụ mình cảm thấy cái chỗ này không phù hợp nữa, hoặc vì công việc của mình đi xa hơn, mình di dời chỗ khác tiện hơn, hoặc có những cái đối tượng mà mình cảm thấy nó không phù hợp, mình không có
vui vẻ để mình tập thì mình đi nó cũng không có tiếc nuối gì hết. Còn nếu như mình đóng số tiền nhiều quá, mình cứ tiếc tiền, mình cứ tập mà tự nhiên khó chịu, mang lại cái nỗi bực bội trong lòng thì càng khó tập. Còn một cái điều nữa đó là ai sẽ là người bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong những cái vụ kiện dân sự giữa hội viên và trung tâm? Cái này chúng ta cũng cần phải biết, để lỡ như có cái trường hợp xấu nhất xảy ra thì mình cũng cần phải biết mình đến đâu. Dạ. Em có biết đến đâu không? Dạ thật sự thì nãy giờ em nghe anh nói em rất là chờ đợi nôn nóng tới cái kết quả để đến đâu. Tại thật sự đi tập nhiều và nhiều bạn bè đi tập cũng khi mà bị thiệt thòi những chuyện đó thì họ cứ nghĩ thôi coi như mất cho qua, không có biết gặp ai để tìm lại cái quyền lợi của mình. Vậy thì bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, mời Huy Khánh, chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn clip mà chúng tôi đã ghi lại sau đây. Đã xảy ra nhiều vụ việc lùm xùm về chất lượng các trung tâm Yoga and Phoenix. Điển hình như trường hợp một trung tâm có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh mấy tháng trước, khi họ bất ngờ đóng cửa một phòng tập và di chuyển toàn bộ hội viên sang phòng tập ở địa chỉ khác, khiến nhiều hội viên phải lên tiếng để đòi lại quyền lợi chính đáng. Hoặc như chuyện một trung tâm cũng có tiếng ở Hà Nội bỗng đột ngột đóng cửa để sửa chữa cơ sở vật chất mà không hẹn ngày hoạt động trở lại, khiến mấy trăm hội viên bức xúc khiếu kiện. Trong những trường hợp này, khách hàng có quyền khởi kiện hay không? Trong quá trình mà thực hiện đó, nếu như cái người cung cấp dịch vụ, cái người bán mà người ta không thực hiện đúng cái cam kết của mình, trong trường hợp thứ nhất thì hai bên sẽ tự thỏa thuận với nhau. Trong trường hợp không tự thỏa thuận được, nếu như người tiêu dùng mà người ta thấy rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm thì người ta được quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền. Pháp luật cũng cho phép cái người tiêu dùng, cái người mà bị có quyền lợi bị xâm phạm có nhiều cái sự lựa chọn để tiến hành khởi kiện cái đơn vị cung cấp dịch vụ cho mình mà không đúng với những cái cam kết lúc đầu của mình. Như vậy là chúng ta có thể nhờ luật sư đứng ra giải quyết những cái vụ kiện dân sự như thế này. Nhưng mà điều này thì không phải là một cái cách mà chúng ta mong muốn. Chính xác. Ví dụ nghe anh hay là em chăng nữa, đến một cái phòng tập mình cũng mong muốn rằng mình tập ở đó được tốt, được lâu dài, được hiệu quả. Và ngay cả cái điều Huy Khánh nói hồi nãy đề nghị thấy nó cũng rất là hữu ích. Đó là chúng ta không có nên tham gia vào một cái gói nào nó quá dài hạn và nó số tiền nó quá cao để mình có vấn đề gì mình cần thay đổi, mình sẽ không cảm thấy luyến tiếc. Đó là những cái điều mà anh em chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Mong rằng tất cả mọi người chúng ta sẽ dành được những cái khoảng thời gian trong ngày để đến những cái trung tâm uy tín, chất lượng để mình cải thiện sức khỏe của mình, cải thiện cơ thể của mình, để mình có một cái tinh thần vui vẻ, lạc quan, yêu đời và tự tin mỗi khi chúng ta ra đường hoặc là chúng ta tiếp xúc với những người xung quanh. Cảm ơn Huy Khánh đã đến với chương trình ngày hôm nay và mong rằng Huy Khánh sẽ ngày càng rắn rỏi hơn nữa. Không phải là 6 muối mà là 8 muối, 12 muối chẳng hạn. Cái đó tùy cơ địa thôi, em dù cái muốn cũng không có được đâu. Anh thấy em cũng muối miết này kia quá trời rồi chứ bộ. Cũng muối cỡ muối sầu riêng không chết gì. Muối một lép. Dạ, cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào chương trình lần sau.